xong. Ông Thanh chị Huệ ơi, ông Thanh ông bảo là hôm nọ là có cái ông nào ở trong núi ông đi quay được hết toàn bộ đăng ký sớm. Còn cái cơ bản nhất là mình phải về, mình phải làm cái cổng, mình phải giữ được thì nó mới nhá, tất cả các cấp nó được khuất phục mình. Không có cái cổng nhá, tất cả các doanh nghiệp nó vẫn cứ thi công thì mình thua nó luôn. Lúc quay này các bà phải nói to lên không khóc mới quay về ấy. Đây đây đây, tôi cầm bánh mì để ông này ông chú bảy. Đói gần. Cái đâu ấy? Mày đi về đi. Lúc quay này này, một bè cứ đi tối với mì chia. Thằng Tuyên nào? Tuyên nào? Tuyên Thái là đâu, có làm gì? Trưởng công an của xã lên đâu, lên đâu, có bà cái lối, có bà cái lối to, cái đà đảo thật to, có bà phải vui hết to. Hôm nọ các bà dại quá, các bà cứ ở sân dưới kia tốt quá, các bà kéo về phường, các bà đúng mắc lừa chúng nó. Không về, các bà mắc lừa. Bây giờ sao?
Ôi thì bắt càng tốt. Các bà cứ cho ra bạn. Ăn đi. Người ta không cho ăn không được ấy chứ. Mà thằng bán nước thì cần phải cho ăn. Đây là công an bắt người trái phép. Thái Hòa. 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 Th
Các bà làm sao đói sao mà ăn mấy mì ác ấy? Làm sao mà đói? Chồng con không cho ăn à? Đói từ sáng rồi chồng con không cho ăn à? Đây các bà đang đi bảo vệ quyền lợi mà đang bảo vệ những người đang bị bắt. Đang đi bảo vệ những người đang bị bắt. Đây là phải nhịn đói và manh mì. Đây là công an là bắt người vô tội. Bởi vì các bà đi đòi quyền lợi, mất quyền lợi của người ta bây giờ các bà, người ta đang ăn nó là ra xa thì ai vậy? Nó vội mồm mất à? Nó làm sao mà có vài cái im lìm như ba cháu vì thế là sao mà...